Đối với căn lành công đức của Phật và đệ tử đã diệt độ, lìa tướng tùy hỷ hồi hướng và vị vô thượng chánh đẳng Bồ đà mới gọi là sự tùy hỷ hồi hướng đúng đắn, do đây chẳng rơi vào tưởng tâm kiến điên đảo. Bây giờ đại Bồ Tát Từ Thị hỏi cụ Thọ thiện hiện Đại đức vì sao đối với gần lành công đức của chư như lai ứng tránh đẳng giác và chúng đệ tử? Đại Bồ Tát tùy hỷ tương ưng việc phước nghiệp hoàn toàn không chấp tướng, mà có thể tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Thiện hiện đáp, nên biết Đại Bồ Tát đã học bát nhã và làm mặt đa, và có những phương tiện thiện xảo như vậy, tùy không chấp tướng nhưng hoàn thành được việc làm, chẳng phải vì bát nhã và làm mặt đa, mà có được sự tùy hỷ hồi hướng chân chánh. Vì thế, chúng Đại Bồ Tát muốn thành tựu phải học bát nhã bà làm mật đa. Đại Bồ Tát từ thị nói, Đại Đức thiện hiện chớ nói lời ấy. Vì sao? Vì trong bát nhã bà làm mật đa sâu xa, chư Phật Thế Tôn cùng chúng đệ tử và căn lành công đức được thành tựu đều không sở hữu và bất khả đắc sự tùy hỷ với các việc phước nghiệp đã tạo thành và phát tâm hồi hướng vô thượng bồ đà cũng không sở hữu và bất khả đắc trong đây khi đại bồ tát hành bát nhã ba làm mật ta sâu xa phải quán như vậy bản tánh căn lành công đức của chư phật và chúng đệ tử đời quá khứ đều đã diệt sự tùy hỷ với các việc phước nghiệp tạo thành và phát tâm hồi hướng vô thượng bồ đà tánh đều vắng lặng Đối với căn đảnh công đức của chư Phật Thế Tôn và chúng đệ tử, nếu ta chấp lấy tướng phân biệt đối với sự tùy hỷ tương ứng với các việc phước nghiệp và chấp lấy tướng phân biệt sự phát tâm hồi hướng vô thượng bồ đà, cái sự chấp giữ tướng phân biệt này phương tiện khỏi nên sự tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng Chánh đẳng bồ đà, thì chư Phật Thế Tôn đều không chấp nhận. Vì sao? Vì chấp lấy tướng phân biệt tùy hỷ hồi hướng vô thượng bồ đà đối với chư phật thế tôn và các đệ tử đã diệt độ thì gọi là có sở hữu to lớn bởi quá khứ đã diệt nên không có sở hữu